Qua 30 năm hoạt động, Hội Điện lực Việt Nam VEEA đã thực hiện tư vấn, thẩm định, phản biện hàng trăm công trình khoa học công nghệ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiều công trình lớn mang lại giá trị kinh tế, chính trị, xã hội cao, như là công trình đường dây 500 kV Bắc Nam, nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La, các tổng sơ đồ phát triển điện lực, luật điện lực, v.v. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Điện lực đã phát huy tác dụng tích cực của mô hình tổ chức đổi mới, tập hợp được đội ngũ trí thức điện lực trong toàn quốc, tham gia tích cực vào hoạt động khoa học công nghệ với tinh thần sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của ngành điện lực Việt Nam, xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác khoa học công nghệ với EVN, các tổng công ty điện lực ngoài EVN và Đoàn Hội đồng Quốc tế khu vực Đông Nam Á. Trong thời gian tới, VEEA sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường vai trò hoạt động tập thể của Ban chấp hành, Ban thường vụ, xác định khoa học công nghệ vẫn là hoạt động trọng tâm của Hội Điện lực Việt Nam giai đoạn 2018-2022.